Bộ bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và hôm nay thì em lại cập nhật cho anh chị và các bạn các mẫu xe hạng hiện đang còn và xe mới về tại cửa hàng Gia Huy Auto. Số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội sẽ luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn các hạng mục xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho các bác đang có nhu cầu. Và mở đầu đây thì em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc Volvo S90 phiên bản T6 Inscription. Chiếc xe sản xuất là 2021, có ngoại thất là màu đen với tên tư nhân biển thành phố. Và chiếc xe này thì hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá khoảng hơn 2 tỷ đồng một chút. Chi tiết cụ thể thì các bác có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình để em có thể cung cấp đầy đủ những cái thông tin mà anh chị và các bạn đang cần tìm hiểu. Phía trong cùng đây thì anh chị bạn có thể thấy qua thì em có một chiếc Mercedes-Benz C300 AMG sản xuất là 2017. Đăng ký là 2018. Xe hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá chỉ hơn 900 triệu là anh chị và các bạn có thể sở hữu rồi. Thông tin chi tiết cụ thể về chiếc xe thì các bác có thể liên hệ em để em có thể cung cấp về trả góp cũng như là các thủ tục sang tên di chuyển để anh chị và các bạn có thể nắm rõ thông tin về chiếc xe anh chị và các bạn đang quan tâm. Tiếp tới đây thì em có một chiếc xe Audi A1 phiên bản 1.4 TFSI sản xuất 2012. Xe có ngoại thất là màu kem, hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 480 triệu. Giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng khi liên hệ trực tiếp online trên màn hình. Kế bên cạnh đây thì anh chị và các bạn có thể thấy đây là một chiếc Rawa phiên bản XGL sản xuất là 2014, model 2015. Hiện đang được đơn vị chào bán cho chị và các bạn với mức giá là 1 tỷ 690 triệu. Giá thì vẫn còn giảm và thương lượng. Hỗ trợ đầy đủ các thủ tục cho các bác có thể là có nhu cầu quan tâm. Xe cũng có các chế độ massage cùng với rất nhiều tính năng cao cấp để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm. Biển số là biển số Hà Nội rồi. Và tiếp tới đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng sang bên đây ngắm qua về một chiếc xe rất là đẹp. Hiện đang có mặt tại cửa hàng. Chiếc Audi A5 phiên bản máy 2.0 sản xuất là chiếc xe này thì sản xuất là 2009 và cái mức giá hiện đang được chào bán cho anh chị và các bạn chỉ hết khoảng 760 triệu. Giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Xe phiên bản này là phiên bản mui trần, mui mềm. Những tính năng công nghệ của chiếc xe mang lại cho anh chị và các bạn rất nhiều tiện ích. Đấy, một chiếc xe đáng để anh chị và các bạn quan tâm. Và xuống bên dưới đây thì anh chị bạn có thể thấy qua thì cũng vẫn là một chiếc xe Audi. Chiếc xe này cũng vẫn là mui mềm. Nhưng mà số km của chiếc xe đi cực ít. Hiện trạng của chiếc xe rất là hoàn hảo. Thông tin chi tiết cụ thể về thông số của chiếc xe thì các bác có thể liên hệ em để em có thể là cung cấp chi tiết cho các bác. Có thể tham khảo và cân đối. Với những cái giá cửa hàng báo cho anh chị và các bạn thì vẫn còn giảm và thương lượng anh chị nhé. Nên anh chị và các bạn có nhu cầu thì cứ hãy liên hệ em đi để có thể nhận được cái thông tin tốt nhất. Và kế tiếp theo đây anh chị bạn có thể thấy qua thì ta có một chiếc xe thể thao với kiểu dáng rất là bắt mắt và ưa nhìn. Chiếc Jaguar F-Type, một chiếc phiên bản S sản xuất 2014 máy 3.0. Hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 2 tỷ 650 triệu. Giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Thông tin thông số của chiếc xe thì các bác hãy liên hệ em để em có thể là gửi cho các bác thông tin cụ thể để các bác có thể tham khảo. Và sang bên cạnh đây thì anh chị bạn có thể thấy em có một chiếc BMW 430i, một chiếc xe rất là sport, mui trần. Đây là phiên bản M Sport. Đăng ký tên tư nhân, biển thành phố và giá hiện đang chào cho anh chị và các bạn 3 tỷ 200 triệu. Giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng. Hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển, mua xe trả góp cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Thông tin về chiếc BMW 430i này. Bên trong đây thì em lại có một chiếc Mercedes-Benz C300 AMG sản xuất là 2017. Xe có ngoại thất là màu xanh, hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá chỉ hết khoảng hơn 900 triệu đồng thôi là anh chị bạn có thể sở hữu rồi, cụ thể là 960 triệu đồng. Đấy, chi tiết thì các bác có thể liên hệ em để em có thể hỗ trợ thông tin và giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn. Xuống bên dưới đây thì anh chị bạn có thể thấy em có một chiếc Lexus GS, một chiếc xe đáng để anh chị và các bạn quan tâm.
Với tầm giá của chiếc xe bây giờ chỉ hết khoảng 555 triệu. Giá này thì đơn vị vẫn còn thương lượng cho anh chị và các bạn khi có nhu cầu. Chiếc GS này thì là sản xuất là 2008, máy 350. Một chiếc xe cũng rất là đẹp. Bên trong đây thì anh chị bạn có thể thấy qua thì em có một chiếc Mercedes-Benz C250 Exclusive, một chiếc xe có ngoại thất màu trắng. Chủ đi rất là giữ gìn, sản xuất năm 2001. Hiện đang được đơn vị chào bán với mức giá là 1 tỷ 280 triệu. Giá thì vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Và hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe. Nên anh chị và các bạn đang quan tâm thì hãy liên hệ em để em có thể cung cấp đầy đủ thông tin cho các bác có thể tham khảo. Và tiếp theo đây thì em có chiếc Maserati Quattroporte 2016. Xe đăng ký tên tư nhân, biển thành phố. Hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 2 tỷ 385 triệu cho một chiếc xe sản xuất 2016 với đầy đủ những công năng, tính năng an toàn, tiện ích ở bên trong mẫu xe. Thông tin video về hình ảnh chi tiết thì hãy liên hệ em để em có thể cung cấp đầy đủ cho các bác có tham khảo. Cùng đi xuống bên dưới đây thì anh chị bạn có thể tham quan cùng em. Thì em có một chiếc Land Rover Evoque phiên bản Dynamic sản xuất là 2014. Chiếc xe hiện đang được chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá là, xin lỗi chị các bạn, đây là cái chiếc 2012 anh chị nhé. Em nó nhớ nhầm là 2014. Hiện đang được đơn vị chào bán với mức giá 760 triệu. Giá thì vẫn còn giảm và thương lượng. Hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển cho các bác đang có nhu cầu. Và lên trên đây thì anh chị bạn có thể thấy qua thì em có chiếc Lexus GS tiếp theo. Với chiếc xe này là GS300. Sản xuất năm 2006. Hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá 555 triệu. Giá thì vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn có nhu cầu. Thông tin chi tiết thì hãy liên hệ em để em có thể cung cấp những cái thông tin mà anh chị và các bạn đang cần tìm hiểu, để giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn. Một trong những cái chiếc xe rất là đẹp, cam kết rõ đầy đủ các hạng mục trên văn bản, nên anh chị và các bạn có thể yên tâm chọn lựa xe tại cửa hàng. Và đây là một chiếc Jaguar F-Pace, một chiếc xe đáng để anh chị và các bạn trải nghiệm về gầm cao. Với những tính năng công nghệ của chiếc xe thì nó trang bị đầy đủ cảm giác lái thể thao. Chiếc xe sản xuất năm 2016 và giá đang chào bán cho anh chị và các bạn 1 tỷ 790 triệu. Giá vẫn còn giảm và thương lượng, hỗ trợ mua xe trả góp cho các bác đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin. Và tiếp tới là một chiếc xe cuối cùng tại cửa hàng, chiếc VinFast Lux A2.0. Chiếc xe này thì là sản xuất 2021. Với tầm tiền của chiếc xe này bây giờ nó vô cùng hợp lý, chỉ có 590 triệu. Giá thì vẫn còn giảm và thương lượng, hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Thông tin chi tiết cụ thể thì các bác có thể liên hệ em nhé. Xe lăn bánh quãng đường 2,6 vạn rồi. Và vừa rồi thì em đã cập nhật sơ qua tổng quan các mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng Giao Huy Auto. Địa chỉ đơn vị là số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Anh chị và các bạn yêu thích mẫu xe nào trên đây thì hãy liên hệ để em có thể là cung cấp đầy đủ những cái thông tin mà anh chị và các bạn đang cần tìm hiểu. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của Mua Bán Xe Cũ.